cái màu là nó cũng vậy luôn đó hả? Dạ y chang đi luôn, nhưng mà nó là cái FI kia ha. Cái đậu nó khác. Cái đời cũ này còn sao ta? Chúng mình quay những con đèn giải phân là siêu ít một hả? Ủa cái điện tử là nó để đâu? Hình như ở dưới nó có chân chiếc em ơi. Năm 2 triệu hả? 2 triệu. Chiếc này là 22 nè. 22 triệu 200 ngàn. Còn chiếc ngoài? Chiếc này cũng bằng giá luôn. Chiếc này phiên bản đặc biệt, còn này là phiên bản. Này hay. Quay cái bảng giá luôn đi. Có 50 nữa hả? Ở đây bán chuyên xe 50 mà anh. Có siêu út 50 không? Không, siêu út 50 là này Trung Quốc, chỉ có tiền bán nữa. Đây. Xanh nhám là cái thì nó với màu xám ngoài đó đó. Mà đó là bánh công. Cái màu cái loại cũ này là không có FI hả? Cái loại này là bình xăng con. Bình xăng con. Là mẫu mới cũng mẫu mới 2019 em. Dạ đúng rồi, 2018. 2018 2019 ha. Đây cái này F. Này xăng, này bình xăng con. Bình xăng con. Cũng xăng điện tử. Người 93 nè. Là ngày anh bản thường ha. Dạ đúng rồi. Thắng đĩa nhưng mà là bánh căm. Để bánh cầm. Cái loại này thắng đĩa bánh cầm 21 năm, chưa bao gồm chi phí trước bạ biển số à. Rồi. Còn này là mình sẽ... cái chiếc bên này là thắng đĩa, thằng này là cũng là 21 năm nè, nhưng mà thằng này là 20 năm, tại vì thằng này là bánh bánh đùm. Thằng đùm thằng này đâu có FI, có FI không em? Đầu bự này là FI ha. Rồi đầu bự là FI đây 20 năm. Em cái chiếc Sirius là nó có chương trình gì trả góp gì đặc biệt không em? Dạ hiện tại thì Sirius bên em thì nó có hai loại, một loại là phun xăng điện tử và một loại là bình xăng con, thì giá nó dao động khoảng 19 triệu 300 ngàn cho tới 23 triệu 400 ngàn. Riêng cái loại mà Sirius một phun xăng điện tử bản kỷ niệm 20 năm của Yamaha thì giá của nó là 23 triệu 900 ngàn, là dòng cao cấp nhất trong các dòng Sirius. Thì đối với cái dòng xe này thì mình có thể có hai chương trình hỗ trợ, là một là hâm trả trước, còn hai là cái chương trình lãi ưu đãi, thì mình trả tầm khoảng 10 triệu sẽ được tính lãi suất ưu đãi 1.19% một tháng. Và anh cứ chọn xe đi rồi em sẽ tính tham khảo cho anh. Thì tính tham khảo cho anh chiếc kỷ niệm 20 năm nha. Rồi cái loại 239 nha anh. Cái này em tính luôn cho anh hai móc, là một cái loại không trả trước với cái loại lãi 1.19% tháng nha anh. Mình trả lãi 1.19 thì nó có 3 cái móc góp là 9, 12 với 18 tháng nha anh. Rồi.
rồi. Em gửi cho anh các mốc góp của cái chương trình là 1.19 nha. Thì anh Tám, em tính thêm cho mình cái chương trình là không trả trước. Không trả trước thì thủ tục của mình thì nó hơi phức tạp hơn tí, là nó cần cái hộ khẩu, chứng minh nhân dân với lại cái hóa đơn điện, trùng địa chỉ với hộ khẩu nha anh. Còn cái chương trình lãi 1.19 thì chỉ cần bằng lái chứng minh là được rồi, mình không có bằng lái thì hộ khẩu chứng minh. Thủ tục đơn giản không em? Dạ. Mà việc hồ sơ á? Việc hồ sơ nhanh lắm anh, mình làm hồ sơ khoảng chừng 10 phút là xong à. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy tờ gốc của mình thì em gửi là hết, em không giữ bất kỳ giấy tờ gì của mình hết. Chỉ mượn để gửi hình lên trên công ty thôi. Rồi sau đó em rồi, là... ví dụ như trong cái hộ khẩu của anh á, dạ, có người mà có nợ xấu rồi anh có bị ảnh hưởng gì không? Cái đó thì mình ưu tiên mình làm bằng lái nha anh, thì nó sẽ dễ hơn nếu mà mình có bằng lái. Tại vì ở trên, đúng rồi, ở trên em chỉ gửi hồ sơ thôi, trên bộ phận thẩm định nó sẽ chết CAC lại, thì tùy theo khách hàng có lịch sử tín dụng tốt thì cái khả năng duyệt hồ sơ nó sẽ cao hơn. Nếu có bằng lái thì mình làm ken nó cũng nhanh nữa. Rồi em gửi anh cái chương trình không trả trước luôn nha. Không trả trước thì nó có cái mức góp là từ 6 tới 36 tháng luôn, nhưng mà anh em tính tới khoảng 24 tháng là vừa rồi, nếu mà 36 tháng thì nó hơi dài. Dài thì lãi nó hơi phát sinh cao ha. Dạ đúng rồi, mình chọn vừa tầm khoảng 24 tháng trở lại thôi. Là cái chương trình mình là 1.19 và chương trình không trả trước đó anh. Là cái mà không đồng thì có được 1.19 không? Dạ không, không đồng thì nó dao động khoảng tầm 2.17. 2.17 ha. Dạ đúng rồi. Anh mua xe bên em thì đựng cái là trong không có giới hạn cái thời gian mà mình thanh lý hợp đồng, khi bất kỳ khi nào mình có tiền mình đều có thể thanh lý hợp đồng. Mình trả trước được ha. Dạ đúng rồi, thanh lý toàn bộ hợp đồng luôn thì lúc đó phần lãi nó sẽ giảm lại. Bị được trừ lãi lại. Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ như anh và anh đang có mua một chiếc xe mà cũng đang góp tốt, dạ, ở bên một cái đơn vị khác, dạ, hoặc là trùng với của em luôn, thì anh có được mua chiếc nữa không em? Nếu như mà anh mua ở bên em á, mà khác cái kênh, nếu như anh mua bên kênh điện thoại hoặc là điện máy gì đó và anh đang dây tiền mặt thì anh có thể qua mua bên em. Còn riêng cái dòng xe thì anh phải góp hết cái xe cũ anh mới được mua xe mới. Còn nếu anh mua ở cái đối tác công ty khác á, thì vẫn mua được bên em bình thường. Dạ. Nhưng anh mua bên của những cái ngân hàng khác thì anh qua đây em, anh đang dây xe bên đó anh vẫn qua đây mua được bình thường. Rồi nếu mà tới hàng tháng vậy đó, mình lỡ mình đóng có trễ 1-2 ngày có tính lãi phạt hay không? Thông thường thì sau khi trễ thì thông thường là nó sẽ tính phạt là 300.000, nhưng mà nếu mà 1-2 ngày thì chưa tính đâu phát sinh với bạn, nhưng mà tốt nhất là mình nên đóng đúng hạn hoặc sớm hơn, đừng để trễ để sau này mình mua lại nó dễ. Dạ.